Người đàn ông ăn vội thức ăn thừa từ những hộp cơm còn sót lại khiến tất cả xót xa. Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông đang ngồi ăn vội thức ăn thừa từ hộp cơm còn sót lại được chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Trong đoạn clip, người đàn ông trung niên đang ngồi bên vỉa hè, bên cạnh là chiếc xe đạp chất nhiều đồ đạc bên trên. Lúc này, người đàn ông đang vội vã lật những hộp cơm, tìm ăn những thức ăn thừa, uống nốt nước canh trong những chiếc hộp còn sót lại. Bữa cơm vội, chóng vánh của người đàn ông khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi xót xa. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, trong đó nhiều người bày tỏ sự xót thương cho hoàn cảnh của người đàn ông tội nghiệp. Nhìn chú ăn vội vàng mà tội nghiệp, đằng sau bữa cơm có thể là những bữa ăn ngon, những đồng tiền góp nhặt để dành cho con cái. Thương chú quá, ngoài kia còn biết bao cảnh đời khó khăn, cơ cực, dịch bệnh khiến cuộc sống của nhiều người càng thêm lao đao, vất vả. Thank you.